Xin chào tất cả các em khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài ôn cuối kỳ 1 của môn tin học khối 9. Chúng ta sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức từ bài 1 đến bài 8. Ở bài 1, từ máy tính đến mạng máy tính. Em hãy tìm hiểu Internet là gì? Internet là hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet? Chúng ta cần đăng ký một nhà cung cấp dịch vụ hoặc là nhờ modem và một đường kết nối riêng. Kể một tên một số dịch vụ trên Internet. Một vài ứng dụng trên Internet như là tổ chức và khai thác thông tin trên web, thư điện tử, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng. Ở bài 2, mạng thông tin toàn cầu Internet. Chúng ta hãy hiểu lợi ích của mạng máy tính. Đó là được dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung phần mềm, trao đổi thông tin. Ở bài 3, tổ chức và truy cập thông tin trên web. Hãy tìm hiểu siêu văn bản là gì? Các bước để truy cập trang web mình có 2 bước. Bước 1, nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ. Bước 2, nhấn Enter. Để sử dụng công cụ tìm kiếm, chúng ta có 3 bước. Bước 1, truy cập máy tìm kiếm. Bước 2, gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa. Và bước 3, nhấn Enter. Ở bài 4, tìm hiểu thư điện tử. Thư điện tử là gì? Thư điện tử là chuyển thư trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. Hãy tìm hiểu ưu điểm của sự sử dụng thư điện tử, cách tạo tài khoản thư điện tử, cách nhận và gửi thư điện tử, chức năng chính của thư điện tử, rồi thông tin nào có thể đính kèm với thư điện tử, như là tập tin, file, hình ảnh, đoạn clip nhỏ. Ở bài 5, bảo vệ thông tin máy tính cá nhân. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính, như là yếu tố công nghệ, yếu tố vật lý bảo quản và sử dụng, virus máy tính. Ở bài 6, con người trong xã hội tin học hóa. Con người trong xã hội tin học hóa, mỗi cá nhân khi tham gia vào Internet cần phải như thế nào? Ở bài 7, ứng dụng của phần mềm trình chiếu. Các em hãy tìm hiểu ứng dụng của phần mềm trình chiếu trong nhà trường, hội họp, hội thảo, tạo sản phẩm giải trí. Bài 8, về phần mềm trình chiếu. Bài trình chiếu là gì? Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp. Nội dung trên trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim. Em hãy tìm hiểu phần mềm trình chiếu PowerPoint. Khởi động PowerPoint như thế nào? Chèn trang chiếu, xóa trang chiếu. Chúc các em ôn tập để đạt kết quả tốt nhé.